Sáng nay, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phát động tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2022. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương. Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng với những nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Khu vực có quan hệ lao động năm 2021, số người chết đã giảm 20% một người so với năm 2020. Tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sản xuất, truyền tải điện, gia công cơ khí đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, thẳng thắn thừa nhận thì công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn còn một số hạn chế tồn tại. Số vụ tai nạn lao động, số vụ sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại. Trong 4 tháng đầu năm 2022, tai nạn lao động làm chết người, sự cố cháy nổ vẫn còn xảy ra. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, và tháng công nhân năm 2022 với chủ đề công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm, an toàn thích ứng được phát động với quyết tâm hành động chăm lo, kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo vệ nguồn nhân lực, vì nhân lực là vốn quý nhất của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia, và để hướng tới một nền sản xuất an toàn, có trách nhiệm xã hội, năng suất lao động và hiệu quả cao. Để đạt được những mục tiêu trong kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương đề nghị các sở ban ngành địa phương, doanh nghiệp tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động, chủ trọng mở rộng triển khai các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động tới cấp xã, cả trong khu vực không có quan hệ lao động, trong nông nghiệp và các làng nghề, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Các doanh nghiệp cơ sở cần tăng cường đầu tư, xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động, từ kiểm tra đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc để chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà một số trường hợp bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố Huế.